Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, ngày Nhâm Ngọ, tức can khắc chi, có nghĩa là thủy khắc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, dương liễu mộc, kỵ tuổi, bính tý, canh tý, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày ngọ, lục hợp với mùi, tam hợp với dần, và tuất, thành hỏa cục, xung với tý, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, như sao thiên lại, xấu mọi việc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này hung cát đan xen, và bạn tuổi Tý bạn đang gặp ngày Tý Ngọ tương xung. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có những mâu thuẫn trong gia đình đã lên đến đỉnh điểm, không còn gì có thể ngăn cản được mâu thuẫn bùng nổ nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tý, bản mệnh cần phải bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất mà hạn chế được tổn thương cho tất cả mọi người, dù sao cũng là người trong một nhà, chẳng thể nào sau này không bao giờ nhìn mặt nhau được nữa nhé. Trong ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý vẫn có được điểm sáng trong ngày khi mà bạn đang có được cái nguồn thu nhập từ công việc chính khá chi là vững vàng. Cho nên tài lộc với bạn tuổi Tý được rủng rỉnh, thoải mái cho việc chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tài chính vững vàng, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, tình cảm cần được vun đắp mỗi ngày. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, đừng cố chấp mà hãy học cách bao dung. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, nên học cách để lên kế hoạch về tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, mâu thuẫn gia đình bùng nổ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp ngày Sửu Ngọ tương hại, cho nên với bạn tuổi Sửu có vẻ sẽ gặp phải nhiều chuyện không được như ý trong ngày hôm nay. Và tử vi trong ngày này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu dễ nổi nóng vì những lý do không đáng có, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cảm thấy tình cảm của mình bị coi rỉa, thấy tổn thương sâu sắc và muốn tìm chỗ để trút giận. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là cảm giác nhất thời của bạn tuổi Sửu và bạn đang mắc phải sai lầm nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Sửu đang có tín hiệu báo động khi mà tiền bạc cứ thế trôi mất chẳng quay trở lại. Và bạn cũng không thể thống kê được hết số tiền chi tiêu trong ngày nữa bạn tuổi Sửu nhé. Và tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tài lộc thất thoát do không biết cách quản lý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, có nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, không khí gia đình căng thẳng, khó chịu. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, tiền bạc chẳng thể nào lúc nào cũng dồi dào. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay khá chi là may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn đang có được cái vận quý nhân tam hợp giúp đỡ cho bạn hóa giải được những mâu thuẫn đang còn tồn đọng giữa hai người. Và với bạn tuổi Dần, bạn không biết có vấn đề gì thực sự đang khiến cho hai người thiếu đi sự tin tưởng với nhau, nhưng ít nhất là đã có sự xoa dịu. Thôi thì hãy dùng thời gian trong ngày này để ngồi lại tâm sự và chia sẻ với nhau bạn tuổi Dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần đang có kẻ tiểu nhân đang tìm cách để moi móc tiền từ túi của bạn. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải bình tĩnh, tỉnh táo để không đánh mất lý trí, để cho bản thân bị kẻ khác lợi dụng mà chẳng hề hay biết, thậm chí còn ngoan ngoãn cung phụ cho họ nữa bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, có nhiều khả năng bị mất tiền oan. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, cần sống thực tế hơn, đừng cả nể thái quá. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, có nhiều vấn đề càng nghĩ đơn giản càng dễ giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, đừng lo lắng cho những điều chưa tới. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão gặp khó khăn để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày. Cái chuyện tình cảm tượng thành đến nơi mà cuối cùng lại tan biến trong chớp mắt. Bạn mệnh tuổi Mão không biết phải làm sao để có thể khiến cho người ấy xoay chuyển tâm ý đó bạn nhé. Và với bạn tuổi Mão, có những chuyện chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều. Hiểu lầm bắt nguồn từ đâu thì cần phải giải quyết, tháo gỡ từ đó. Nếu giải thích không được thì hãy dùng hành động của mình để chứng minh bạn tuổi Mão nhé. Trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa. Cái điều này cho thấy tình cảm vợ chồng đang xuất hiện những vết rạn nứt khi mà đôi bên chưa thực sự hiểu cho nhau. Cái chuyện nhà cửa có thể nhỏ, những vấn đề cần phải chia sẻ cùng chung tay gánh vác bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, đường tình duyên lận đận, trắc trở. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, có nhiều chuyện bất đồng phát sinh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, cần phải bình tĩnh để không quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, chớ để cho người khác hiểu lầm mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh, thể hiện sự sáng suốt và quyết đoán của bạn tuổi Thìn trong chuyện làm ăn buôn bán. Cơ hội đến ngay gần mà bạn mệnh đã chớp lấy được trước khi bị người khác cướp mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong ngày này bạn mệnh tuổi Thìn sẽ bận rộn hết việc này đến việc khác. Kiếm được tiền cũng chẳng hề dễ dàng, nhất là khi mọi chuyện với bạn tuổi Thìn chỉ có thể dựa vào sức của chính mình bạn tuổi Thìn nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa dưỡng cho Thổ. Cũng may là với bạn tuổi Thìn luôn có được hậu phương vững chắc ở phía sau, hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bạn đang trải qua. Bạn mệnh tuổi Thìn quên hết mệt mỏi nhờ được người ấy yêu thương mình nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, tình cảm vững chắc theo thời gian. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, kiếm được tiền bằng chính sức của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, nhanh nhạy nắm bắt được thời cơ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, cũng có nhiều chuyện không thể nói trước được. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày Tỵ Ngọ tương hội. Cho nên với bạn tuổi Tỵ mong muốn có được tình yêu lãng mạn như trong mơ, và hôm nay bạn có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình. Ngay khi nhìn thấy người ấy đã có sự rung động ở trong lòng mình rồi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải mạnh dạn, chủ động và bày tỏ tình cảm của mình. Đừng để cho sự e dè, sợ hãi khiến cho mình không dám tiến tới, để rồi khi người ấy thuộc về người khác thì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Trong ngày, bạn tuổi Tỵ nên hạn chế nổi nóng, điều đó có thể ảnh hưởng tới khí huyết, tim mạch của bạn nữa nhé. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, sức khỏe không tốt, dễ mỏi mệt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cần chủ động theo đuổi tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, đào hoa nở rộ, dễ tìm thấy được người yêu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, đừng từ bỏ thứ thuộc về mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày Ngọ Ngọ tự hình, cho nên bản mệnh tuổi Ngọ có thể tự nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, thiếu lạc quan. Bản mệnh lo lắng nhiều thứ chưa hề xảy ra rồi lại tự trách bản thân mình nữa nhé. Và với bạn tuổi Ngọ, tính tình thay đổi thất thường khiến cho người ấy chẳng thể nào hiểu được. Cái mối quan hệ tình cảm của bạn có thể bị ảnh hưởng khi mà với bạn tuổi Ngọ thể hiện sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng đối với đối phương nữa. Chẳng những thế, họa vượng trong ngày này cũng khiến cho bạn tuổi Ngọ dễ nổi nóng vì những chuyện không đáng có thể trở thành một trong những lý do khiến cho tình yêu giữa hai người xuất hiện những vết rạn nứt nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đường tình duyên trắc trở. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, có nhiều mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tự suy diễn ra những chuyện không hay. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, suy nghĩ tiêu cực, thiếu lạc quan. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, cần tự chấn chỉnh lại cảm xúc của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có hung cát lẫn lộn. Ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày Mùi Ngọ nhị hợp. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi có được đào hoa rực sắc, dễ tìm được nhân duyên tốt đẹp. Cái chuyện về chung một nhà cũng không còn xa với bạn nữa. Tuy nhiên, trong ngày, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện. Cái điều này khiến cho niềm vui trong ngày với bạn không được trọn vẹn cho lắm. Bạn mệnh tuổi Mùi có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư kinh doanh, dẫn đến thua lỗ, thất thoát về tiền bạc. Cái chuyện làm ăn chưa bao giờ là dễ dàng, có thắng cũng có thua. Tuy nhiên, dù làm gì thì bạn mệnh tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng để tránh mắc phải những lỗi sơ đẳng, khi không lại mất đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, dễ tìm thấy được người thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, được tình duyên đào hoa rực sáng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, có được nhân duyên không ai bằng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, cẩn thận kẻo làm mất tiền. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Thân sẽ có được nguồn tài lộc dồi dào đổ về nhà. Bạn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bạn nên giữ cho đầu óc tỉnh táo để nắm bắt cơ hội một cách tốt nhất, bạn tuổi Thân nhé. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán ngày càng thuận lợi hơn với bạn. Và với bạn tuổi Thân, bạn tìm được hướng đi phù hợp với mình và đẩy mạnh phát triển. Nếu đi đúng hướng thì cái chuyện thành công với bạn sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những cái dấu hiệu bất hòa trong gia đình. Có lẽ do quá mải mê kiếm tiền mà bạn mệnh tuổi Thân không làm tròn trách nhiệm của mình, có phần bỏ bê gia đình, và bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình nữa, mà tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tình cảm tổn thương do không được quan tâm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, kinh doanh phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, làm ăn tấn tới, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, vợ chồng mâu thuẫn, dễ nảy sinh bất đồng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, cần cân đối thời gian cho công việc và gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu rất có thể sẽ gặp chuyện buồn về tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân, chẳng mong ước gì cao xa nhưng mãi vẫn cứ thấy tình yêu ở xa tầm với, không thấy được hạnh phúc ở bên mình. Bên cạnh đó, trong ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có họa kim bất dung, cho nên đối với những người đã có đôi có cặp cũng gặp vấn đề khác nhau, có nhiều chuyện cần phải lo toan khi hai người xác định đi đến hôn nhân, về chung một nhà rồi thì tình yêu nhiều thật đấy, nhưng cũng khó tránh khỏi được sự mâu thuẫn giữa hai người. Áp lực càng ngày càng căng thẳng khiến cho bạn mất kiên nhẫn trước những việc vô cùng là bình thường. Và với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải cân đối lại cảm xúc của mình. Nếu không, bạn sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, đường tình duyên kiếm sắc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, yêu đương lận đận, chẳng nên nổi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có nhiều vấn đề phát sinh ngoài mong muốn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, đừng cho rằng ai cũng có thể hiểu được mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên với bạn tuổi Tuất sẽ đón nhận hạnh phúc vô cùng là to lớn trong ngày hôm nay. Người ấy dành cho bạn sự bất ngờ mà từ trước tới giờ bạn mệnh tuổi Tuất chưa hề nghĩ đến. Hạnh phúc ngập tràn, đôi con tim luôn hướng về nhau là điều mà không phải ai cũng có được. Bạn mệnh trân trọng hạnh phúc mình đang có, cố gắng để giữ cho tình yêu chẳng phai màu nữa nhé. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có sự nhu nhược, e dè, cũng có thể khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội. Nhưng nếu như bạn cố chấp, không chịu nghe lời khuyên của người đi trước thì có thể bạn có được cơ hội nhưng lại thất bại và phải trả giá đắt nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, cần bình tĩnh để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, chuyện tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tình yêu thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, có nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, chuyện kinh doanh thua lỗ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, bạn đang có điểm báo dễ gặp chuyện điên tình đổ bạc trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Hợi, thiên tài nhập mệnh, bạn mệnh có được nhiều cơ hội để kiếm tiền dễ dàng, cũng có người tự mang tài lộc đến cho bạn trong ngày. Và với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh mong muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền để lo cho gia đình. Nhưng có những thứ cần phải có thời gian chứ không thể vội vàng quá mức. Ít nhất là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Hợi, bạn cũng có thể có được thu nhập cho mình. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có hỏa thủy mâu thuẫn dẫn đến những sự lận đận, khó khăn trong đường tình duyên của bạn tuổi Hợi. Và với bạn, không hiểu tại sao đối phương lại đưa ra những cái yêu cầu quá quắt vô lý đến như thế nữa đối bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, đường tình duyên ảm đạm, dễ thất tình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, kiếm tiền dễ dàng ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, có hạnh tài, tài lộc bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, đừng cho rằng mình luôn đúng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, dễ bị phụ bạc tình cảm. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.